Cầu thủ tiền đạo được huấn luyện viên gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, giúp Viettel FC loại Nam Định để vào bán kết và sẵn sàng vô địch cúp quốc gia. Thưa quý vị, câu lạc bộ Viettel ngỡ gặp khó khăn khi nội bộ có một cầu thủ xuất sắc xong bị chấn thương, thế nhưng một cầu thủ khác là Elias vào thay giờ tỏa sáng với một bàn và rồi cũng chính anh có một pha kiến tạo giúp đội Viettel hạ Nam Định 2-0 ở tứ kết cúp quốc gia tối ngày 11 tháng 7. Cũng trong hiệp 2 ở phút thứ 73, cầu thủ Elias lại tỏa sáng, lần này trong vai trò kiến tạo với pha đưa bóng rồi loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ hậu vệ và thủ môn của Nam Định giúp Nhâm Mạnh Dũng dễ dàng đệm bóng vào lưới trống để ấn định tỷ số 2-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Với cách biệt an toàn, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sau đó đã rút cầu thủ ngoại gốc Brazil Elias ra nghỉ. Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ được huấn luyện viên Chu triệu tập trong đội hội quân hồi tháng 6 để đá ra hữu với và Hồng Kông Trung Quốc ở trận này với nam định anh giúp cho viettel khẳng định vị thế vươn lên một cách mạnh mẽ trong cả v league và bây giờ viettel đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch quốc gia